Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên á, ở đây chúng ta có ba màu. Chúng ta biết một ô vuông thì chúng ta có bốn cạnh, mà chúng ta chỉ có hai cạnh và hai cạnh. Có nghĩa là tô một màu cho hai cạnh này, một màu cho hai cạnh kia. Thì giả sử mình chọn cái ô này, ô số 1. Thì bây giờ chúng ta có C24. Có nghĩa là mình chọn hai cạnh trong bốn cạnh của ô vuông số 1 để tô màu thứ nhất. Sau đó chúng ta có C22 là tô màu thứ hai. Ở đây chúng ta chỉ có thể chọn ra hai trong ba màu. Thì chúng ta có C23. Bây giờ tiếp tục chúng ta có ô số 2, ô số 3 và ô số 4. Ở đây có ba ô. Tuy nhiên ô số 1 thì chúng ta đã tô màu rồi. Ví dụ nha. Màu đỏ nè. Màu đỏ nè, sau đó màu xanh nè, màu xanh nè. Thì bây giờ chúng ta có ô số 2 á, thì chúng ta chỉ còn lại ba cạnh. Nhưng ở đây có màu đỏ, thì chúng ta chỉ còn chọn một màu khác ngoài màu đỏ thôi. Đó chính là hai màu, có nghĩa chọn một trong hai màu còn lại thôi. Thì chúng ta có ba ô thì chúng ta sẽ để mũ 3 nha. Thì có nghĩa là có ba trường hợp đó. Thì chúng ta có số 2 ở đây. Thì bây giờ chúng ta có chọn hai trong ba cạnh, sau đó chọn một trong hai màu còn lại. Tiếp tục, sau đó chúng ta còn lại một cạnh và nhân cho một nữa. Và tiếp tục, chúng ta còn ô số 5 và ô số 6. Bây giờ giả sử nha, ô này mình tô màu xanh rồi, này màu xanh rồi, còn này màu đỏ. Sau đó chúng ta sang ô này, chúng ta tô một xanh lá cây. Xanh lá cây này màu đỏ. Còn cái này á, màu xanh lá cây. Xanh lá cây, màu xanh dương. Rồi chúng ta nhìn vào đây nè. Thì chúng ta thấy rõ nha. Ở mỗi ô số 5 và số 6 á, nó có thể tô màu xanh dương ở đây. Hoặc ở đây. Màu xanh lá ở đây. Hoặc ở đây, tương tự cục còn lại. Như vậy, mỗi ô chỉ có hai cách thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ nhân lại hết tất cả các số ở đây. Thì chúng ta ra kết quả là số như thế này. Sau đó chúng ta lấy cái số này nè, trừ cho 10.000, thì ra kết quả là 5.552. Cái này của câu số 6, thì chúng ta ghi là 552. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.